Ok, xin chào các anh chị và các bạn nha. Bắt đầu buổi trưa rồi. Huy vừa kết thúc xong cái việc thăm và kiểm tra cái khu nuôi heo bạc để mà thuê. Thì cũng đã chốt được cái hợp đồng thuê rồi, 4 năm ha. Xong xuôi rồi, bây giờ Huy qua cái khu nuôi là 3 cái ao đất. Mỗi ao là 2.000 mét vuông. Và khu nuôi này là hợp tác ha. Khu nuôi hợp tác 73. Tất cả chi phí là OBS lo. Và lỗ OBS lo luôn. Nhưng mà dễ gì lỗ. Các bạn thấy nước nè, nhìn nước nè, nhìn nước nè. Đây. Thấy không? Men vi sinh top lin. Đấy, đánh vi sinh cỡ này, hơn 10 ngày mà màu nước bơm mỡn cái này, các bạn thấy rất tuyệt vời không? Thế điều tuyệt vời nhất là trên bờ là có nhiều hoa. Và không có cỏ. Đấy. Chú rất là kỹ luôn con, cô chú anh ở đây rất là kỹ. Còn nhìn cái bờ bên kia là thấy hoa rồi. Vô khu nuôi mà thấy hoa là trúng. Vậy thôi. Nha. Đây và chúng ta đi xem khu nuôi này. Mỗi một hồ là 2.000 mét vuông. Chính vì vậy Huy đang cho anh em thả là tầm khoảng 100.000 con giống. Và giống ở đây sẽ được, như nãy Huy cũng đã chia sẻ, là sẽ được dèo tại cái trại giống của Huy ở ngoài Vĩnh Châu ha. Nhập về bốt 8 và dèo nó lên khoảng bốt 10, 11 và sau đó đem vào đây thả tôm. Chính vì vậy mà chúng ta kiểm tra giống bằng cách là đem giống vào đây cho nó phù hợp với độ mặn. Hiện tại độ mặn đây 5 phần ngàn không? Bữa hộp là thả 3 phần ngàn. À 3 phần ngàn. Mình hạ xuống mấy phần ngàn? Hạ 4. Hạ 4 năm luôn. Quá tuyệt vời. À, mình thả thì chắc nhiên là với độ mặn nó thả là nó trầm đáy ngay. Kiềm ra được 90 không? 90 trên đó sếp. À, 90 trên. Quá tuyệt vời. Rồi vô quay nhá tôm. Vô đi. Anh chỉ đứng ngoài này thôi. Rồi chúng ta xem nhá tôm 10 ngày, 12 ngày ha. 12 ngày. Kéo cao lên luôn. Rồi, cho nó vô coi cái con tôm, quay sát con tôm. Đấy. Dữ không? Đấy, 10 ngày mà con tôm muốn bằng cái nhăn lớn này. Ha. Đấy. Nói chung là chưa tới cái ngày vô nhá đâu. Đây là chẳng qua là mình dỡ con nhá đây nó có con rồi thôi. Chứ thật sự là phải cỡ mười mấy 20 ngày các bạn ha. Tôm nó vào nhá. Đấy. Thì tuyệt vời. Ở đây là ba ao nuôi ha. Nước chỉ cần là bao nhiêu nước này nuôi tới lớn thôi. Đâu cần phải thêm nước gì, mùa này là mùa mưa, cho nên là nước có thể mức mưa nó cũng dâng lên rồi. Cho nên là không vấn đề chúng ta phải chăm nước gì. Và sử dụng thuốc ở đây thì cũng đơn giản thôi. Chủ yếu là đánh voi, lâu lâu tia một chút khoáng, nhưng mà tôm còn nhỏ cũng không cần đánh khoáng ha. Và chủ yếu là dùng vi sinh với mặt đường ủ và tạt thôi. Mấy bữa thì tạt vi sinh một lần anh? 5 bữa thì tạt vi sinh một lần. Lần gói không? Gói. Gói. Gói ủ với 2 kg mặt đường rồi tạt thôi. Gói vi sinh top clean thì mấy 60.000. 60.000 cái gói. Trời ơi nó rẻ. Nha, vi sinh Hàn Quốc nha. Mà cổ ủ. Nước anh chị thấy đẹp nguyên mang luôn. Nước mang nước. Nước theo. Nước đẹp. Không thể chê được. Đấy. Rồi các anh chị, thì đây là một kết quả vô tuyệt vời. Và để Huy phỏng vấn vị khách hàng hợp tác này, bạn có hài lòng với cách làm của OBS không? Giống được không? Dạ được anh. Giống được không? Thì giống chung là ok. Đem, vô, nó mạnh rồi, đem vô là trầm liền đúng không? Dạ. Trước đây thì mình đem giống vô thì thả thì thường thường nó sập sình phải không? Dạ, nó bớt nhỏ quá, về đây nó không có gì được, đầu con hung. Thường thường mình nuôi trước đây là tỷ lệ đặt đầu con khoảng 50 không? Chắc cũng có 60% được. 60% được. Nhưng mà với cách làm như này thì theo em nghĩ là 100% đạt không? Chắc cũng có 90%. Ngồi đấy. Cái hồ này nó vô nhá nhiều, nó ăn cái nửa tiếng hết rồi đó. Ăn nửa tiếng hết luôn? Nó ăn hết rồi đó. Quá mạnh luôn. Đấy, các bạn thấy. Rồi. Bỏ nhiều lắm. Bỏ hay quá. Nhiều. Thế mà hỏi câu hỏi nữa là lý do sao mà muốn hợp tác với OBS? thấy nuôi nó có chiến gọi nó có tôm lớn nhưng mà cái chi phí nó cao quá. Rồi. Chi phí thức ăn rồi đại lý nó cao quá rồi nuôi không có lời. Thế giờ chi phí hăm mấy ngàn thì được không? À. Nói chung dưới 30.000 là ok phải không? Được. Rồi hợp lý. Cảm thấy là hạnh phúc khi hợp tác với OBS ha. Nhưng mà cái điều tuyệt vời nhất là chờ vài hôm nữa chúng ta thành công cái đã. Lúc đó mình mới nói được lên chuyện đúng không? Trong thời điểm này với cái sự hợp tác của anh cùng với lại chú ở nhà thì Huy nghĩ rằng là với cách làm sơ bộ như thế này là nhìn rất là chỉnh chu. Hy vọng là có nhiều khu nuôi mà gần nhà như thế này và chỉnh chu chu đáo như thế này thì Huy nghĩ là cái việc mà nuôi tôm ao đất cũng không thua gì nuôi ao bạc rồi các bạn. Các bạn nhìn đây, một cái ao 2.000 thả 100.000 con bốt, ba ao này là 300.000 rồi. Đấy. Nếu các bạn thấy là về 70 con thôi thì các bạn 300.000 con tôm này nó về trên 5 tấn. Quá tuyệt vời. Đấy thì chi phí các bạn thấy có gì đâu.
mỗi hồ 2 vằn quạt vậy thôi đấy, và thuốc men thì xài không bao nhiêu hết đấy. Chính vì vậy mà với cách làm này thì Quy nghĩ là chúng ta nuôi ao đất cũng sẽ rất thành công, chứ không có lo lắng gì phải cứ lên ao bạc, rủi ro rất là cao. Và các bạn thấy nha, đợt này Huy sẽ cho thí nghiệm là thu tôm lên giữ nguyên nước này, nuôi lại một phát nữa để cho các bạn thấy rằng là không cần thay nước, không thải ra ngoài môi trường luôn, chỉ cần sên siêu phong nhẹ một phát, xử lý clo diệt khuẩn lại một phát, đánh vi sinh cái môi trường xuống lại nuôi tiếp. Ok không các bạn? Rồi các anh chị nha, có ao đất cứ liên hệ với Huy cùng với anh em nhân viên OBS tại khu vực Vĩnh Châu hoặc là các vùng miền khác trên cả nước, theo số điện thoại của Huy là 0913 753 0035, để Huy cùng với đội ngũ của mình sẽ giúp đỡ các anh chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn anh.